Ngày 6 tháng 9, thông tin từ bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, thời gian gần đây đơn vị này đã tiếp nhận và điều trị cho một số ca bệnh viêm gan nhiễm độc cấp nặng liên quan đến việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc. Trong đó, điển hình là trường hợp của bệnh nhân nữ 66 tuổi quê tại Bắc Ninh. Bệnh nhân làm nghề nông và có thói quen tự điều trị bằng thuốc bắt mạch mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu tự cắt thuốc đông y không rõ nguồn gốc để uống với liều lượng rất cao. 50 viên mỗi lần, 2 lần mỗi ngày và uống trong vòng 20 ngày liên tục. Sau khi sử dụng thuốc, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngày càng suy giảm với các triệu chứng rõ rệt như mệt mỏi, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu. Dù đã được chăm sóc và điều trị 3 tuần ở hai cơ sở y tế tuyến trước, nhưng tình trạng của người bệnh vẫn tiến triển xấu đi với dấu hiệu suy gan rõ rệt, chỉ số vàng da tăng lên gần 200, gấp 15 lần bình thường và men gan đạt mức gấp 20 lần so với bình thường. Khi nhập viện tại khoa viêm gan, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm viêm gan thông thường như viêm gan A, B, C, E và viêm gan tự miễn, kết quả xét nghiệm đều âm tính, các bác sĩ đã nghi ngờ bà bị ngộ độc thuốc đông y gây ra viêm gan nhiễm độc cấp. Sau 10 ngày điều trị tích cực với các thuốc nội khoa để nâng đỡ chức năng gan, tình trạng của bệnh nhân đã có sự cải thiện đáng kể, chỉ số vàng da giảm xuống còn hơn 100, gấp 10 lần bình thường và men gan hạ xuống còn khoảng 400, bệnh nhân đã dần ổn định, có thể ăn uống tốt hơn và nước tiểu trở lại màu sắc bình thường. Ngoài bệnh nhân trên, một số trường hợp khác cũng phải nhập viện do dùng thuốc mua trên mạng là bệnh nhân nữ 54 tuổi ở Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử đau xương khớp, thường xuyên sử dụng thuốc điều chế mua trên mạng có tên Liên Hoa Sơn kết hợp với việc uống lá đu đủ và củ giấy để tự điều trị. Bệnh nhân đã sử dụng thuốc liên tục trong hơn một tháng và ngưng sử dụng gần 2 tháng trước khi nhập viện. Khoảng 20 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi và ăn uống kém, dẫn đến việc đi khám và phát hiện men gan tăng cao. Bệnh nhân có chỉ định nhập viện tại khoa viêm gan để điều trị. Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện các xét nghiệm viêm gan thông thường và viêm gan tự miễn, tất cả đều cho kết quả âm tính. Dựa trên triệu chứng và kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm gan nhiễm độc cấp nghi do dùng thuốc không rõ nguồn gốc thành phần. Bác sĩ Vũ Thị Hương Giang, khoa viêm gan, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, cùng một bệnh lý về gan nhưng có biểu hiện khác nhau tùy thuộc vào thành phần thuốc và phản ứng của cơ thể. Gan có nhiều chức năng khác nhau, vì vậy sự tổn thương ở mỗi bệnh nhân cũng có thể khác nhau. Ví dụ như suy chức năng tạo mật, gây vàng da, vàng mắt suy chức năng đông máu, dễ chảy máu và máu khó đông hoặc tổn thương tế bào gan làm tăng men gan. Giờ đó, bác sĩ Giang khuyến cáo bệnh nhân tuyệt đối không nên sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, quảng cáo tràn lan trên mạng để tránh gây hại cho sức khỏe. Trường hợp muốn điều trị bệnh bằng đông y cần phải đến các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và điều trị theo đúng phác đồ. Trước đó, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cũng từng tiếp nhận bệnh nhân 33 tuổi, ngụ tại Vĩnh Phúc, phát hiện mắc viêm gan B cách đó một năm, được chỉ định điều trị thuốc kháng virus. Anh đã điều trị thuốc kháng virus 9 tháng, tuy nhiên 3 tháng trước khi nhập viện, anh đã tự ý dừng thuốc và chuyển sang điều trị bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc trên mạng Internet. Trước vào viện 2 tuần, anh Hát thấy có các biểu hiện như mệt mỏi tăng dần, ăn ngủ kém, vàng da, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu nên anh đã đi khám và điều trị tại y tế cơ sở nhưng tình trạng bệnh cải thiện chậm. Anh tự đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị. Ngay khi nhập viện, anh Hát được chỉ định làm các xét nghiệm chuyên sâu để đánh giá tình trạng bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh Hát bị hủy tế bào gan rất nặng, xét nghiệm men gan tăng gấp 35 lần so với chỉ số bình thường, ứ mật nặng, xét nghiệm sắc tố mật tăng gấp 11 lần, chức năng gan suy giảm nghiêm trọng. Anh Hát được chẩn đoán suy gan cấp đợt cấp viêm gan B mạng tiến triển. Bệnh nhân mới dùng thuốc kháng virus được 9 tháng nên chưa đủ để ức chế được virus viêm gan B. Anh đang điều trị mà tự ý ngừng thuốc tới 3 tháng liên tục là rất nguy hiểm. Virus viêm gan B có thể bùng phát nhanh chóng và gây tổn thương gan trên diện rộng do có thể làm cho người bệnh tử vong vì suy gan cấp nếu không được điều trị kịp thời. Rất may là bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị, tình trạng bệnh dần được cải thiện, sức khỏe của anh Hát đã dần ổn định. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Minh Quân, phó trưởng khoa viêm gan chia sẻ qua đây bác sĩ quân cũng khuyến cáo tới các bệnh nhân mắc viêm gan virus b gan là một cơ quan rất quan trọng của cơ thể gan có bốn chức năng chính chuyển hóa chống độc tạo mật và dự trữ gan là trung tâm chuyển hóa rất quan trọng có tính chất sinh mạng Virus viêm gan B tấn công vào tế bào đích là tế bào gan, là thủ phạm gây nên bệnh viêm gan B mạng tính. Nếu không theo dõi và điều trị phù hợp, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như sơ gan và ung thư gan. Bác sĩ Quân cho biết thêm, chỉ khoảng 10% người bệnh mắc viêm gan B phải điều trị thuốc kháng virus. Các thuốc kháng virus viêm gan B mạn chủ yếu là thuốc kìm khuẩn, nhưng có thể ức chế được hoàn toàn virus, bảo vệ gan hiệu quả. Khoảng 2-8% người bệnh sẽ được dừng thuốc kháng virus sau 5-7 năm uống thuốc liên tục vì vậy người bệnh hãy kiên trì dùng thuốc tạm thời chấp nhận dùng thuốc lâu dài và chờ đợi trong thời gian tới sẽ có những thuốc thế hệ mới có hiệu lực tốt hơn bác sĩ quân lưu ý người bệnh nên cẩn thận về các thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ được quảng cáo trên mạng để tránh tiền mất và tránh bị ngộ độc gan cấp nhiều trường hợp đã phải vào viện cấp cứu lọc máu ghép gan thậm chí tử vong vì ngộ độc gan cấp do dùng các thuốc này không có thuốc nào lý tưởng tuyệt đối hiệu lực cao không ít có tác dụng phụ không ít bị đề kháng rẻ tiền vì vậy người bệnh cần gặp các bác sĩ để trao đổi để được tư vấn lựa chọn loại thuốc phù hợp nhất với từng trường hợp cụ thể